Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của anh Dũng Channel nhé. Thì trên tay của mình đây đang là iPhone 6s và phiên bản iOS là 15.8.2 nha các bạn. Đâu để mình xem lại nhé. Đây. Chắc chắn thì mình sẽ xem lại. Đây thì phiên bản của nó là iPhone 6s là 15.8.2 nha các bạn. Thì mình cũng đã cập nhật liên quan đến cái phiên bản mới nhé. Và có một bạn yêu cầu mình là test cái đồ họa trung bình và để cái chất lượng chi tiết là trung bình và thấp như thế này nhé. Để xem nó mượt ổn hay không nhé. Thì bây giờ mình vào game máy nó cũng chỉ hơi nóng nhẹ nha các bạn. Hơi nóng nhẹ thôi, không có nóng quá. Và bây giờ mình sẽ thực hiện test game để xem máy nó chơi game có mượt hay không nhé. Thì 6S này thì bây giờ mua để chơi game thì mình cũng nghĩ là không, các bạn không nên mua để chơi game đâu. Tại vì nó nhỏ và cái pin của nó cũng khá là hẻo. Và cái iOS này thì nó cũng tối ưu chưa được ngon lắm. Tại vì cái máy của mình nó hơi bị nhanh nóng một tí, với lại pin nó hao hơi nhanh. Đấy, mình nghĩ là các bạn nên mua những cái iPhone đời cao hơn để chơi game. Còn mua cái dòng 6S này thì các bạn chỉ để nghe gọi, nhắn tin, lướt Facebook, các mạng xã hội thôi. Tuy nhiên là dùng Facebook và mạng xã hội bây giờ nó cũng khá là nặng rồi, nên là nó cũng sẽ hơi lag một tí hoặc là hơi nóng một tí nha các bạn. Và cái game Liên Quân này giờ nó cũng khá là nặng các bạn, gần 10GB. Và như cái game tốc chiến hôm qua mình đã ghi nhận là tại cái 1.7GB, nữa là game tốc chiến bây giờ đã lên đến 12GB mấy rồi nha các bạn. Còn Liên Quân bây giờ đã sắp chỉ gần 10GB rồi. Rất là nặng. Cứ cập nhật tên skin nhau lại trang phục vào nhiều thì nó sẽ nặng lên thôi. Đấy, thì cái trận đấu nó bắt đầu chuyển cảnh vào trận rồi các bạn. Thì mấy ngày hôm nay mình có làm video nhưng mà mình không có để thông tin gì ở dưới video, tại vì do mình đang làm rất là nhiều video và mình up lên nên là khá là bận nha các bạn. Các bạn cứ tưởng tượng là mình vừa chơi game như thế này mất một cái thời gian rất là lâu, ví dụ cái trận mà 30 phút là mình chưa cả 30 phút xong rồi mình up lên nữa. Xong rồi mình lại ngồi mình test cái máy khác nữa, đâm ra là cái thời gian nó lâu nên mình chưa có soạn được những cái thông tin về máy, về các ấy ở phía dưới. Nhưng mà mình sẽ soạn và mình sẽ comment ở phía dưới nên là các bạn có thể thông tin và xem những cái video mình test game và các bạn đọc ở phía dưới sau nhé. Và bây giờ mình đang test game Liên Quân nha. Còn tốc chiến thì vừa mới cập nhật xong cũng 1GB mấy ở bên trong cái sự cái bản cập nhật mới nha. Thì mình cũng sẽ test sau nha các bạn. Tại đợt này mình đang có làm video cho nhiều máy nên là mình phải tập trung vào từng cái loại game một trước đã. Đấy thì pin của nó bây giờ hiện tại trước khi vào trận đang là 91% nha các bạn. Để xem nó hao bao nhiêu phần trăm pin một trận luôn. Thì FPS của nó bây giờ mới vào trận thì cũng là 60 nha, khá là ổn định. Thì như xem bạn có Esu hay sao, mình thấy có cái bóng Esu mờ mờ vừa đi vào trong bụng. Đúng ta có Esu ta. Đấy các bạn thấy FPS nó đang 60 không, lúc nó nhảy lên 62 nha. Và những cái lúc mà nó hay nhảy FPS lên cao như vậy là nó sẽ rất có nguy cơ bị tụt nha. Có bạn thì yêu cầu mình làm về 6S Plus mà là để cái chất lượng chi tiết nó xuống thấp cơ. Nhưng mà mình rất tiếc là 6S Plus mình bán rồi nhưng không có để làm thôi. Đấy các bạn thấy không, những cái pha giao tranh đông như này nó đang tụt xuống 58 này kìa. Đây là mình đang test đồ họa trung bình nha các bạn, chứ không phải đồ họa cao đâu nha. Và như cái 8 lần lướt của mình thì cũng có hai cái, nhưng các bạn phải lưu ý là máy mà men zin thì nó sẽ khác với men đã sửa rồi nha. Cái men zin máy 8 lần lướt của mình thì chơi hôm nay mình chơi đồ họa HD mình dọi vào quạt nó vẫn còn ok. Còn cái máy mà đã sửa men rồi các bạn chơi mà các bạn dọi vào cái quạt ấy, mà chơi đồ họa cao hơn nó cũng lag ấy. Nên là cái men của nó rất là quan trọng nha các bạn. Men và màn hình và pin, ba cái đó rất ảnh hưởng đến hiệu năng của máy. Các bạn mà thay pin mà nó 100% đấy nhưng mà nó không chuẩn nhanh, nó cũng nhanh hết hoặc là nó bị lỗi nên nó rất dễ gây ra nóng. Đúng rồi, các bạn có Esu mà mình nói có sai đâu. Okay.
thì mình chơi cái nick như là nick phụ nhé, và cái Kafeni này, Kimono này thì mình thấy là 799 con Huy và nó cũng khá là đẹp nha các bạn. Tuy nhiên là mình ít chơi cái tướng này lắm, gần như không phải cái tướng bét và cũng không có thích chơi con này nhiều. Đây, cái pha này và có người hiệu ứng cho tranh nó tổ xuống 53 các bạn nhỉ, và ngay cái lúc ấy 42 luôn nhỉ, ngay cái lúc ấy nó vừa bật cái chế độ trò chơi lên luôn các bạn ạ. Nhìn SP đi lẻ chui đi đâu xong rồi giờ lên chết rồi chứ. Kafeni này đầu trận mà các bạn bị thọt nhiều quá mà bị thọt á, mà bị chết nhiều quá là về sau đánh thế lắm nhé các bạn. Còn nếu mà các bạn mà đánh mà các bạn giữ được cái vai trò mà để nó mạnh lên ấy, về sau nó đánh thấm cực. Ý là đầu trận mà các bạn không có fit ấy, mà các bạn cũng không cần đánh mạnh nhiều đâu, các bạn không fit nhưng mà về sau nó sẽ ok. Đây nó tổ xuống 55 này kìa, 51 kìa, 47 luôn nhé các bạn. Cái con Kafeni này cũng khắc tinh của cái con Quy Len ấy, tại vì là con Quy Len này nó đánh vào cái con đánh là nội tại của nó là đánh về phía sau nó mới thấm, mà bây giờ cái con Kafeni lúc nào nó cũng bắn dọi vào thẳng mặt người ta luôn chứ nó không có quay lưng, đâm ra là cũng là một cái khắc tinh của có con Quy Len. Nhưng mà các bạn thấy là những cái pha vừa rồi FPS nó tụt xuống 52 nhưng lại 47 48 nhé, có lúc xuống 42 luôn đấy. Máy thì khá nóng nha các bạn. Mình ngồi test này là cũng có một cái quạt gió ở trên đầu nó dọi xuống mà nó quạt phe phẩy thôi nha, chứ nó không có quạt dọi thẳng vào máy đâu nha. Còn cái quạt mà dọi thẳng vào máy thì nó lại khác rồi, thì hiệu năng của nó sẽ tốt hơn đấy. Đây, các bạn thấy xuống 46 48 FPS là những cái pha này nó cũng có giao tranh hiệu ứng nhiều này, và cũng có đông người nữa. Đấy, vừa mới bật ulti lên thì đẩy đi, chả hiểu. Nếu mà các bạn chơi game mà có cái gắn quạt tản nhiệt đó thì có vẻ nó sẽ ok hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là máy của các bạn nó sẽ đỡ nóng hơn thì cái pin của nó cũng sẽ hao chậm hơn. Còn máy của các bạn đã nóng lên rồi là nó hao pin nhanh hơn. Những cái pha này FPS nó xuống 52 các bạn ạ. Kiểu mình tấn chiêu á, mình mở ra nó hiệu ứng nó giật giật đấy. Đấy 48 luôn kìa, 46, 47 luôn. Cái mùa mới này cập nhật thêm một vài skin cũng khá là nặng đấy các bạn ạ, và một số cái sự kiện mới nữa. Ôi sao tự nhiên đi cày vào trong rồi. Ôi mạng lát kìa, nó tụt xuống 43, 44 FPS luôn. Cái này là đang dùng 4G của Viettel luôn mà sao nó lát vậy kìa. Hồi trước là 4G của mạng Viettel em là vào game nó lúc nào nó cũng 10 MS luôn, nó rất là mượt. Đợt này không hiểu sao cái ping của nó nhảy cao lắm các bạn ạ, nó thường là lên 6 mấy không, 5 mấy 6 mấy. Và đợt này Viettel cũng ngưng hết với cái gói liên quân rồi. Mạng lại lag kìa. Hay là do cái FPS nó tụt mà mạng nó cũng lag ra. Cái 4G thì theo mà lag rồi. Lại bị chôn. Đấy các bạn thấy không? FPS nó luôn luôn dao động từ 52. Nếu mà đông quá thì 45, 46. Nếu là 46 rồi lên 52, 50. 48.
Và cái con 6S này chơi game thì mạng nó hơi nhỏ nên cầm vuốt chiêu các thứ nó không được bén lắm nha các bạn. Phải công nhận, nhưng mà iPhone nó có một cái tốc độ mà bấm chiêu mà nó ăn nó nhanh cực kỳ. Cái độ phản hồi của nó nhanh. Bên Android các bạn vuốt nhiều con nó cứ đờ vuốt mãi không ra được cái chiêu. Cái pha vừa rồi bị phượng nhiều các bạn này, số 42 FPS luôn nhỉ. Tranh nhau một kill. Mình chưa được kill nào, mình mới được cái kill đó là kill đầu tiên đấy. Máy thì nó chỉ hơi nóng nhẹ thôi nhé các bạn. Hơi nóng nhẹ vừa vừa thôi. Nó chỉ nóng ở cái mức đó thôi, nó cũng không nóng hơn mà cũng không mát hơn đâu. Thôi chết rồi. Dính trường rồi. 42, 41 luôn FPS luôn rồi các bạn kìa. Đông quá là xuống 41 FPS luôn rồi kìa. Nhưng mà nó lên lại rất nhanh nha. Các bạn thấy không? Nó lên lại 60 luôn này. Và 63 luôn kìa. Mà những cái lúc mà cứ lên 62, 63 hoặc là 64 thì nó có dấu hiệu là nó sắp tụt thì nó lại lên vậy. Thì các bạn xem video mà các bạn thấy hay thì nhấn like đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Giúp mình đăng ký kênh cho tăng sub lên, tăng view lên. Giờ này kênh ít người xem quá. Tại vì đợt này mình toàn test game kiểu kia thôi, mình không có test cái kiểu ngồi nói như thế này nên là ít người xem hơn. Đấy, nó tụt xuống 41 FPS này các bạn nhỉ. Kiểu vào trận đông lâu rồi á, giờ nó có hiệu ứng nhiều rồi á. Lưu file nhiều các thứ thì nó bắt đầu nó ấy RAM. Nhiều máy Android bây giờ mà RAM 4 hoặc RAM 6 mà các bạn bật ghi màn hình lên vẫn bị tràn RAM, vẫn lag như kiểu Samsung A225G các bạn. Nhiều khi các bạn chơi game ấy, mình phải thoát hết các app, mình đóng, mình reset lại các thứ để cho nó mượt lại ấy. Chứ không là vào cái game nhiều khi nó bị tràn RAM, nó lag chứ cũng không phải là do hiệu năng luôn. Ôi đấy, mình vuốt em kiểu gì nó lại đi ra kia rồi. Ôi đấy, xong rồi, xong rồi. Bởi bật như thế này thì Quillen nó không tiến lại người mình được. Chứ mình mà đánh vào cái chế độ kia là nó quay vẫn Quillen nó tiếp xúc vào sau được. Cái pha vừa rồi nó đông quá, nó có một pha nó tụt xuống tận 33 hay là 30 FPS này, các bạn có nhìn thấy không các bạn nhỉ? Hình như là xuống 33 thì phải. Xong nó lên lại nhanh lắm, chớp nhoáng luôn. Máy vẫn nóng ở một cái nhiệt độ như vậy nha, nó không có nóng hơn nha. Đấy, những cái lúc mà không giao tranh thì mình ngồi xem này thì hiệu ứng của nó thì cũng có lúc nó khựng nhẹ thôi, nhưng mà đa số là vẫn 60 61. Còn cái lúc nào mình đi ra rồi, mình đi như này không sao, nhưng mà mình chỉ cần bắn giật một cái là bắt đầu nó có hiệu ứng, nghĩa là nó cũng rốp nhẹ. Thấy không? 56 rồi các bạn, 50 rồi, thấy không? 49 luôn kìa. Nó cứ có hiệu ứng nhẹ là nó ấy à. Mấy cái này thứ nhất là có hiệu ứng của skin nữa, đâm ra là nó nặng hơn. Đây đấy, lại có Vera phía sau trưởng đến. Xem đánh nhau giao tranh này, đông quá là nó cũng tụt xuống 46 rồi các bạn này. Tập trung đánh nơi gà quá, nhiều khi bị chửi các bạn ạ. Này nó cũng mới đầu mùa nên là cái nick này nó cũng chỉ là danh bạch kim thôi. Mùa trước của nó là như là kim cương 1 thì thấy. Giờ nó về bạch kim 1. Thời cái nick phụ này mình ít chơi lắm, chủ yếu là mình vào lâu lâu mình có skin đấy thì mình test thôi. Chứ mình ít chơi cái nick này lắm. Mình hay đánh ở cái nick mà tên là anh Dũng Channel, mà cũng có hai cái nick tên anh Dũng Channel luôn. Mình đánh cái nick chính của mình là một chút là cao thủ, mùa này nó đang là kim cương ấy. Chạy nhanh vậy. Như cái pha này nó xuống 46 cái FPS thì các bạn. Đa số là cứ vào giao tranh hiệu ứng là nó sẽ bị tụt về 5x hoặc là 4x FPS, tùy vào cái mức độ đông. Chưa thua đâu.
Cái pha vừa rồi mạng lát hay sao á? Đúng rồi. Giật phát nó nhảy một đoạn luôn rồi. Các bạn thấy không, nó quay thẳng mặt với lại Quillen luôn. Quillen không thể nào tiếp xúc được. Nãy giờ là toàn nhờ Esu bắn không đấy. Thôi đi ra khỏi cái khu vực mắt của Esu, không tỉ cho vài cá đi ấy. Tính là mình thấy sau S này chiến game vẫn khá ổn đấy các bạn ạ. Nó cũng đâu lấy lát quá đâu. Kiểu nó tụt FPS nhưng mà mình vẫn cảm giác được là nó vẫn chơi ok. Nó không bị đơ quá hoặc bị giật quá. Nhiều máy là nó giật quá, nó sụt xuống. Nhiều khi cái 8 blood kia của mình mà để đồ họa cao nó tụt xuống mười mấy FPS luôn rồi. Cái men không zin là nó hay bị vậy. Hay là vỏ thay các thứ gì đấy nó không tản nhiệt được, nên nó như thế nào đấy thì nó cũng bị nữa. Mình cứ bắn thường này là sấy cho thấm luôn này. Xả cho quả ulti này. Esu nhảy mất dép luôn này. Này thì Quillen. Ôi ôi. Tí đi. Rồi chạy sang bên này xem có con lính đâu ăn cái hồi máu. Ngây thêm tí. Ôi mất hết lính rồi. Thế vậy là bấm cung tà ma như không vậy. Thôi dạ chủ cái để bye bye. 14 phút rồi nha các bạn. Thì pin 14 phút game thì từ 91 xuống 81 là hết 10% pin ấy. Là 14 phút game là như vậy là cũng ngon này nha các bạn. Chính là trung bình 1 phút của nó hơn 1 phút. 1 phút bao nhiêu giây đấy thì mới hết 1% pin là ngon rồi ấy. Dùng được pin của 6S như vậy là quá ngon rồi. Và cái máy của mình chiến game thì nó cũng chỉ hơi nóng nhẹ thôi nha các bạn. Và nó nóng ở một cái mức nhiệt độ bình thường vừa phải, không đến nỗi nóng quá. Và nó giữ nguyên ở cái mức nhiệt độ đấy luôn, nó không có nóng hơn. Và cái hiệu năng của nó thì các bạn cũng thấy là nếu mà chơi game giao tranh đông quá thì nó vẫn có thể tụt về 42, 41 hoặc là ba mấy FPS luôn. Nhưng mà nếu là đông quá, nhưng mà nếu đông bình thường hoặc là vừa vừa thì nó vẫn tụt về 48 hoặc là 50, 51 FPS nhé. Thì video này của mình đến đây kết thúc nha. Các bạn thấy hay, ấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.